tất cả các bạn. Lời nói đầu tiên, Sanh xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn vừa qua đã đăng ký kênh YouTube ủng hộ cho Sanh. Không biết nói gì hơn, Sanh xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hôm nay Sanh sẽ có đôi lời muốn gửi đến tất cả các bạn, mọi người, những người đã yêu mến Sanh, để hiểu hơn về cái kênh YouTube của Sanh hiện nay Sanh đang làm. Các bạn thân mến, như vừa qua Sanh đã tham gia chương trình Hát Mãi Ước Mơ, thì lúc đầu hát thì Sanh chỉ nghĩ là hát giúp một đứa em là nó bị tai nạn rồi, hoàn cảnh khó khăn mà không có ai có điều kiện để giúp hết. Cho nên Sanh cố gắng, Sanh đăng ký, Sanh tham gia chương trình. Rồi cũng may là chương trình duyệt cho, khi mà chương trình xuống tới đây xem hoàn cảnh của em ấy, chương trình cũng duyệt cho em ấy. Với lại họ cũng cắt sơ giọng hát của Sanh á. Mà cũng xui là hôm đó Sanh bị khan tiếng quá trời là họ cắt, nhưng mà không biết sao là cũng may là họ cũng cho Sanh vô. Cái cuối cùng lại may một lần nữa là khi mà Sanh đi thi á, thì Sanh cũng vừa hết khan tiếng luôn các bạn. Nhưng mà lại là lúc đó lại có một cái chuyện không may, đó là lúc đó là Sanh bị té xe, bị sụp ổ gà các bạn. Bị sụp ổ gà cái bắt đầu bị té xe, cái bắt đầu té, nói chung là gãy hết cái bánh trước bánh sau, là nó cái xe máy mà vành đúc mà nó gãy luôn các bạn, nó gãy luôn cái đầu gối chảy hết, cái áo khoác là nó chảy hết luôn, cái vai chảy hết. Cái lúc đó buồn quá, cái bắt đầu uống thuốc mấy bữa, đâu có ăn uống gì được đâu, mà cuối cùng cũng đi thi, mà tâm trạng thì không được, sức khỏe không được tốt nữa. Mà thêm cái mà khi mà vô đó mình nghe được cái câu chuyện của bạn Định á, khi mà chương trình họ lên sóng á, rồi mình nghe được câu chuyện của những người bạn khác nữa, mình cũng xúc động nữa. Cho nên khi hát á, Sanh rất là xúc động, cho nên vừa hồi hộp mà vừa xúc động. Nhưng mà cuối cùng cũng hoàn thành, tuy rằng là nó không được kết quả là dễ nhất, nhưng mà không sao. Điều Sanh mong muốn đó là đem lời ca tiếng hát giúp cho bạn, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là muốn phổ biến thông qua chương trình để mà cho nhiều người Mạnh Thường Quân để mà biết, để giúp cho em Định, là điều đáng mừng lắm rồi. Cho nên á, sau khi mà phát sóng chương trình thì Sanh cũng được rất là nhiều người bạn yêu mến, rất rất là nhiều người bạn bè trong nước và nước ngoài rất là yêu mến Sanh. Thậm chí nhiều người họ kết bạn cho Sanh nhiều lắm, nhưng mà Sanh không có add được, không có chấp nhận hết, tại vì Facebook nó chỉ giới hạn là 5.000 người thôi. Cái Sanh tạo một cái Facebook kia nữa, nhưng mà do là YouTube họ quét á, cái họ xóa luôn, cho nên những người bạn kia họ không kết bạn được, mà Facebook Sanh cũng bị khóa luôn. Cho nên thật sự là bây giờ cảm thấy rất là áy náy với những người bạn đó, những người bạn họ đã cố gắng kết bạn với mình mà bây giờ Facebook kia của mình bị xóa, mình cũng không biết lấy lại được. Và bây giờ thì Sanh cũng có một cái dự định như thế này, thì muốn bật mí cho tất cả các bạn. Sanh đang làm YouTube ở đây á, là để mà Sanh đi quay những cái cảnh như là chùa chiền đó. Các bạn biết Sanh là người Khmer mà đúng không? Thì Sanh sẽ quay chùa chiền của người Khmer, phong tục tập quán người Khmer, rồi cũng quay chùa người Kinh, Phật giáo, Bắc Tông, nói chung quay hết. Cái chỗ nào gọi là có cái địa danh nổi tiếng hoặc là các bạn thích á, Sanh sẽ quay, các bạn cứ comment ở dưới. Rồi Sanh sẽ đi quay những cái cảnh đồng quê, rồi cái chỗ là bắt cá, rồi bắt tôm, rồi tất cả các thứ miền quê là Sanh đều quay hết. Tại vì Sanh rất là thích cuộc sống mộc mạc dân dã vậy. Thêm vào đó là Sanh sẽ lưu lại cái khoảnh khắc
cho mọi người, cho những người bạn ở xa, các bạn có thể xem được quê hương mình, cuộc sống của quê hương mình ra sao. Có nhiều người bạn đi xa quê mấy năm chưa về quê, cho nên các bạn rất là muốn xem cuộc sống miền quê mình thế nào, rồi muốn hòa mình vào không khí của miền quê hương. Rồi sau đó thì Xanh sẽ đi quay, đi review những cái món ăn dân dã một cái nơi du lịch nào đó. Thật sự là Xanh rất là thích đi đi du lịch, đi đây đi đó, đi món ăn những cái món đơn giản mộc mạc đồng quê, hoặc là đi ủng hộ, đi mua ủng hộ những người mà khó khăn bán ngoài lề đường. Xanh cũng thích 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 đi như vậy để mà ủng hộ cho mọi người, để mà mua ủng hộ cho mọi người. Và đặc biệt hơn nữa là cái kênh YouTube của Xanh á, Xanh có một cái dự định như vậy, là Xanh muốn cái kênh YouTube của Xanh á sẽ là một cái cầu cầu nối sẽ là một cái cầu nối để kết nối những người mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những hoàn cảnh người già neo đơn, hoặc là một cái số phận không may gì đó. Xanh sẽ tới đó, Xanh sẽ quay xong rồi up lên YouTube của Xanh á, hoặc kênh Hoàng Xanh của Xanh á, rồi cho nhiều người bạn khác, nhiều người mạnh thường quân, nhiều người nhà hảo tâm, có thể là người ta biết đến, giống như mình là một cái cầu nối gì đó. Xanh thêm một cầu nối, Xanh sẽ cho nhiều người biết tới hoàn cảnh đó, rồi mọi người sẽ trực tiếp liên lạc với gia đình hoặc là giúp cho em ấy. Còn nếu các bạn tin tưởng Xanh, hoặc là các bạn muốn nhờ Xanh giúp đem cái niềm vui đó tới gia đình đó, thì Xanh sẵn sàng Xanh nhận. Rồi tới đó Xanh sẽ gọi điện cho các bạn, gọi video. Các bạn biết bây giờ có Zalo, có Facebook mà gọi video và cho các bạn mạnh thường quân này sẽ trực tiếp nói chuyện với nạn nhân đó, là họ ủng hộ bao nhiêu, rồi chia sẻ bao nhiêu, như vậy đó, cụ thể như vậy đó. Ý Xanh là muốn nói như vậy á. Hoặc là sau này Xanh, ví dụ như các bạn đăng ký kênh ủng hộ kênh cho Xanh, cái Xanh có điều kiện, Xanh có thể là được doanh thu từ từ kênh YouTube chẳng hạn, rồi Xanh sẽ lấy cái số tiền đó, Xanh sẽ chi tiêu các thứ, như là Xanh đi vay phim, vay hình, rồi tất cả chi phí. Rồi ví dụ như Xanh có điều kiện nữa thì Xanh sẽ dùng cái số tiền đó, Xanh sẽ ủng hộ cho người nghèo, ủng hộ cho những người kém may mắn hơn mình đó. Đó là thật sự là cái điều mong muốn của Xanh, là một kênh YouTube của Xanh là như vậy. Vừa là lưu lại cái khoảnh khắc, rồi vừa là cũng giống như là vừa là ghi lại tất cả những cái cảnh đẹp với hương, những cái món ăn, những cái nếp sống ở địa phương này, địa phương kia, rồi kết nối, làm cái cầu nối để mà kết nối tất cả mọi người với nhau, lá lành đùm lá rách. Đó là một cái gọi là điều mong muốn của Xanh từ trước tới giờ rồi, Xanh rất là muốn thực hiện. Cho nên á, Xanh muốn cho các bạn biết là kênh YouTube của Xanh á là sẽ chuyên về những chủ đề giải trí, ẩm thực, du lịch, cuộc sống bên ta. Cuộc sống đó là cuộc sống bên ta, những cái tình huống này, tình huống kia, hoặc là cái hoàn cảnh này, hoàn cảnh kia. Rồi các bạn có thể là thông thông qua cái kênh YouTube của Xanh, các bạn khi mà các bạn có một cái hoàn cảnh nào đó, hoặc là có một cái gọi là bắt tôm bắt cá, rồi chế biến cái này kia, rồi hoặc là thu hoạch gì đó, hoặc là một cái sự kiện gì đó, hoặc là một cái hoàn cảnh khó khăn nào đó, các bạn liên lạc với Xanh, comment ở dưới cho Xanh, hoặc là các bạn sẽ liên lạc cho Xanh qua Facebook Hoàng Xanh. Và số điện thoại của Xanh là 0973 316677, gặp Xanh thì Xanh sẽ xuống tận nơi, Xanh sẽ quay. Thật sự là Xanh cũng mới bắt đầu làm YouTube thôi, nhưng mà nếu mà được tất cả các bạn ủng hộ, động viên, ủng hộ, rồi đăng ký kênh cho Xanh á, thì Xanh sẽ cố gắng đầu tư cho thật tốt để ra những cái video thật là tốt nhất để cho các bạn xem giải trí tốt nhất. Và Xanh sẽ làm một cái cầu nối để cho tất cả các bạn với những người khác sẽ làm một cái cầu nối với nhau. Chính vì vậy thì các bạn
Các bạn nhớ đăng ký kênh với lại like cho Xanh. Nếu các bạn có nhiệt tình thì các bạn share cho Xanh cũng được. Tại vì một cái like của các bạn rất là quan trọng. Đó, ví dụ người ta nói là một cây làm chẳng nên non mà ba cây chùm lại nên hồng núi cao. Một bạn đăng ký thì nó không làm được gì, nhưng mà nhiều bạn, cho nên mỗi 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 cái đăng ký của các bạn, mỗi cái like của các bạn là cái động lực cho Xanh, để kênh YouTube của Xanh nó phát triển mạnh hơn nữa. Rồi sau đó là Xanh sẽ có động lực, Xanh sẽ có cơ sở, Xanh sẽ có tất cả để mà Xanh phát triển kênh thêm, rồi Xanh sẽ giúp nhiều người hơn nữa, giúp giúp nhiều người hơn nữa. Như là hôm nay cũng vậy nữa, thật sự là hôm nay là Xanh tôi cũng đâu có đi dám đi ra đường đâu, tại vì nghe thông báo là không tụ tập đông người, đang chống dịch mà. Nhưng mà vì sự yêu mến của các bạn cho nên nó Xanh cũng liều, Xanh cũng đi quay, Xanh cũng đi tìm suy nghĩ, cũng tìm một cái địa điểm nào đó, một cái du lịch tâm linh nào đó mà được người dân yêu mến nhiều. Xanh quay cho các bạn, Xanh cho các bạn xem, các bạn thưởng thức, để cho các bạn cảm thấy thoải mái, các bạn ủng hộ cho Xanh. Đó là một gọi là để mà ủng hộ cho Xanh, mà các bạn lại thì lại được được giải trí, được biết tới. Tại vì các bạn có thể, các bạn công việc và là cuộc sống và là cái vị trí địa lý các bạn không thể tới nơi đó, nhưng mà thông qua kênh YouTube của Xanh đó, thì các bạn sẽ biết nhiều hơn, biết nhiều địa điểm hơn. Với lại các bạn cần gì các bạn cứ comment phía dưới cho Xanh đi. Tại vì Xanh nó thì rất là bình dị, rất là dân dã. Cho nên Xanh rất là nhiệt tình trả lời comment tất cả các bạn. Tại vì theo Xanh nghĩ á, sự yêu mến của sự tồn tại của một người ví dụ một người nghệ sĩ hay là một người của công chúng chẳng hạn, là do những người được nhiều công chúng họ yêu mến thì mình mới được tồn tại được lâu. Các bạn biết không? Tại vì có khi á, Xanh đi rằng Xanh là một người cũng đi hát, cũng có MV, nhưng mà khi mà Xanh ra đường á, Xanh rất là bình dị, Xanh rất là thoải mái, Xanh rất là giống như là các bạn coi Xanh đi bắt cá nè, đi nướng cá nè, rồi đi ra ngoài đồng nè, các kiểu Xanh sống như vậy đó, rất là thoải mái, Xanh rất là bình dị. Cho nên á, tính của Xanh á, rất là thích hòa đồng với mọi người. Có nhiều người đi ra đường họ hỏi: ủa tại sao anh Hoàng Xanh, anh gần gũi quá vậy, rồi anh là cũng là ca sĩ mà tại sao anh tính tình của anh rất là gần gũi. Cho nên họ rất là mến, bởi vì trong phương châm của Xanh đó thì ai cũng như ai thôi, hoàn cảnh nào cũng vậy. Xanh không bao giờ biết chê bai ai hay là khinh bỉ ai cả. Với Xanh rất là, chúng ta sống chúng ta cứ chan hòa, chứ yêu mến, yêu thương tất cả mọi người, thì trong tâm của chúng ta lúc nào cũng cảm thấy rất là thoải mái. Cho nên hôm nay Xanh bỏ ra một ít thời gian để mà tâm sự với tất cả các bạn. Xanh mong rằng sự yêu mến của tất cả các bạn sẽ giúp cho Xanh phát triển kênh YouTube hơn nữa, để Xanh vừa là mang lại những cái video tốt cho tất cả các bạn thưởng thức, giải trí, và các bạn sẽ là cầu nối với những người mảnh đời khó khăn. Chúng ta giúp được những người khác thì cũng như giúp như bản thân mình, cũng như câu nói của Xanh trong chương trình Hát Bài Ước Mơ. Xanh đã nói là chui ke và đôi chui lên dân, đó là giúp người cũng như là giúp bản thân mình. Rồi bây giờ xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Chúc mọi người luôn luôn thành công trong cuộc sống. Các bạn đừng quên đăng ký kênh cho Xanh và like, và có thể share cho Xanh nó cũng được. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Chào tạm biệt mọi người.